Thầy xin chào em. Trong bài tiếp theo của chương 3, chúng ta sẽ học về bài dấu chấm dôi. Đây là một ký hiệu tiếp theo trong âm nhạc. Thì dấu chấm dôi là một dấu chấm nhỏ đứng ở đằng sau nốt nhạc. Hay khi ta nhìn vào nốt nhạc đó thì dấu chấm đó đứng ở bên phải nốt nhạc, đứng đằng theo sau nốt nhạc, ngay bên cạnh. À, ta có trong âm nhạc, trong các ký hiệu âm nhạc thì ta có một dấu chấm nữa. À, đó là dấu staccato, nhưng dấu staccato thì dấu chấm của nó lại đặt ở trên đầu của nốt nhạc. Do đó chúng ta cần lưu ý và phân biệt giữa dấu staccato và dấu chấm dôi. Dấu chấm dôi đứng ở đằng sau. Đấy. Dấu chấm dôi này thì có tác dụng là cộng thêm một nửa trường độ của nốt đứng trước nó. Đấy. Tức là sao? Giả sử như ta có nốt trắng bằng hai vách, thì khi ta có thêm nốt trắng chấm dôi sẽ cộng thêm một vách nữa, tức là một nửa của hai là một, hai cộng một là bằng ba vách. Như vậy ta có nốt trắng chấm dôi sẽ là bằng ba vách. Đó. Tương tự như vậy, nếu ta có nốt tròn chấm dôi, nốt tròn trường độ của nó là bốn vách, thế mà nốt tròn chấm dôi thì là cộng thêm một nửa của bốn, tức là hai, bốn cộng hai là sáu vách. Đó. Thì ở trình độ này chúng ta mới học đến nốt trắng chấm dôi, chúng ta chưa đến bài nốt đen chấm dôi, nên là thầy cũng chỉ hướng dẫn đến nốt trắng chấm dôi, đó là bằng ba vách. Khi chúng ta đàn xong, chúng ta đếm thêm cho thầy 2, 3 mới đàn tiếp nốt tiếp theo. Ở phần này thầy sẽ chia bài học làm hai phần. Phần thứ nhất thầy sẽ hướng dẫn các em đàn từ bài số 1 đến bài số 3. Phần thứ hai thầy sẽ cắt ra, đó là bài số 4 và bài số 5. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài số 1, 2 và 3. Sau đây thầy sẽ đàn kết hợp với đọc tên nốt nhạc từng tay. À, với bài số 1 và bài số 2 thì thầy sẽ kết hợp hai tay luôn vì hai tay giống nhau. Còn bài số 3 thầy sẽ đàn riêng từng tay. À, kết hợp với phách và đọc tên nốt nhạc. Ở trong bài này thì chúng ta có một ký hiệu mà thầy cũng muốn lưu ý đối với các em, đó là ở cuối bài số 3 chúng ta có chữ DC. Đã như chú giải ở đây, DC là viết tắt của từ the capo, có nghĩa là quay lại từ đầu. Vậy thì khi chúng ta gặp chữ DC này, chúng ta sẽ quay lại từ đầu đánh đến khi gặp chữ hết hoặc là chữ phin. Đã, có nghĩa là hết. Sau khi đàn lại thì ta kết thúc ở phần chỗ hết đó, ta mới kết thúc bài. Sau đây thầy sẽ đàn bài số 1 kết hợp đọc tên nốt nhạc. 3, 4. Do, mi, do, mi, son, 2, 3. Mi, fa, mi, re, do, re. 2, 3, mi, đô, mi, đô, mi, son, 2, 3, mi, pha, mi, rê, son, đô, 2, 3, 4. Đó là bài số 1. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ sang tiếp bài số 2 như sau. 3, 4, mi, 2, 3, re, đô, 2, 3, mi, son, pha, mi, re, mi, re, đô, re, mi, 2, 3, re, đô, 2, 3, mi, son, pha, re, mi, 2, 3, 4. Tiếp theo, thầy sẽ đàn phần tay phải bài số 3. Kết hợp đọc nhạc. 3, 4. Đô, 2, 3. Mi, đô, 2, 3. Mi, re, 2, 3.
ba mi hai ba bê đô hai ba mi đô hai ba mi rê hai ba mi đô hai ba bốn rê hai ba mi fa hai ba mi rê hai ba đô rê mi rê hai ba mi fa hai ba mi rê đô rê mi rê mi rê mi đô quay lại này hai ba mi đô hai ba mi rê hai ba fa mi hai ba rê đô hai ba mi đô hai ba mi rê hai ba mi đô hai ba bốn. Tiếp theo thầy sẽ đàn phần tay trái. Phần tay trái chúng ta sẽ đặt ở vị trí nốt đô số 3. 3 4 đô son mi son đô son mi son fa son re son đô son mi son đô son mi son đô son mi son fa son fa son mi son đô hai fa son fa son re son re son fa son fa mi re đô son hai fa son fa son re son re son fa mi re đô son hai ba bốn quay lại đô son mi son đô son mi son fa son re son đô son mi son đô son mi son đô son mi son fa son fa son mi son đô hai. Sau đây thầy sẽ đàn kết hợp cả hai tay. 3 4 thank you.
À. Như vậy, thầy đã vừa hướng dẫn các em xong bài số 1 và số 2 và số 3 của phần 1 bài học về số chấm dôi ở phần chương 3. Sau đây em sẽ tập và trả lại bài cho thầy.